Chúng ta tiến hành sẽ Rồi chúng ta sẽ tiến hành ví dụ như kiểu là dự án của chúng ta sẽ làm một cái trang bán hàng cho thương mại điện tử, một shop nhỏ nhỏ ở đấy đúng không? Thì cái việc đầu tiên để tạo được cái cơ sở dữ liệu á, đó là chúng ta bước một là phải xác định các thực thể trong hệ thống. Thì như nào là thực thể? Ví dụ như những cái đồ vật thường thường là những cái thông tin về sản những cái thông tin về những cái thông tin mà chúng ta cần quản lý, nó có thể chia thành những cái đối tượng này, ví dụ sản phẩm này, rồi thì thông tin của shop này, người dùng này, những cái thứ đấy nó thường là các cái đối tượng thực thể. Nhiều hết các thực thể của chúng ta đều là danh từ cả. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau liệt kê thử ra đây xem bao gồm cái gì. Ví dụ trong một cái shop bán hàng thì cái đối tượng chính nhất mà chúng ta cần phải quản lý là cái gì? Sản phẩm. Không có sản phẩm thì không gọi là shop đúng không? Bởi vì có những cái trang nó chỉ giới thiệu sản phẩm thôi, nó không cần khách hàng đúng không? Rồi một cái là sản phẩm, tiếp theo đến cái gì? Khách hàng. Gì nữa? Đơn hàng. Tiếp theo bán hai đợt thối rồi gì nữa, loại sản phẩm, hay còn gọi là danh mục đúng không, danh mục gì nữa, đây rồi. Đó. Phương thức thanh toán. Rồi, tiếp tục. Có thể không có cái thằng mà nhảy vào để thêm sản phẩm mới, sửa sản phẩm mà. Đúng không? Thằng đấy là thằng user, người dùng. Đi nữa. Chủ cửa hàng đã làm trong cái tập này rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Tạm thời như này nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 thằng. 6 cái thực thể chính. Bây giờ chúng ta sẽ viết ăn tích này. Ví dụ, thằng khách hàng này theo các bạn nó cần có những thông tin gì? Để tạo thành một thằng khách hàng. Tên. Gì nữa? Cậu làm gì? Khách hàng cần cậu làm gì? IP làm gì? Điện thoại. Số điện thoại, ok. Mail. Gì nữa? Địa chỉ. Đúng không? Đấy nhá. Cái gì? Tại là nó cần số lo và bỏ. Mình làm cần số lo làm gì vậy? Định làm dụng cái gà theo dõi rồi đến lớp riêng à? Quấy rối. Công thức thanh toán gồm với những cái gì? Bây giờ có thanh toán qua trực ví trực tuyến. Công thức cơ mà. Tiền mặt thẻ tín dụng. Đấy là giá trị rồi. Đây những cái địa chỉ email số điện thoại nó có giá trị không? Câu phọt ra cái tiền mặt cái chuyển khoản vào đây làm gì? Đấy nó là giá trị chứ nó không phải là thuộc tính. Hả? Tên. Thế thôi. Hết. Ví dụ như chuyển khoản này. Rồi thì cái gì nhỉ? Trả cái gì COD là thanh toán rồi trả tiền đúng không? Thì đấy nó cũng thuộc về tên thôi mà. Đúng chưa? Sao? Đơn hàng thì gồm có gì? Tên khách hàng. Số điện thoại. Địa chỉ. Tên sản phẩm.
Thế thì được, bỏ qua cái tên sản phẩm tiếp theo đi. Bởi vì nếu mà viết một tên sản phẩm ở đây thì trong thì mỗi hóa đơn chỉ mua được một sản phẩm. Thì mua. Đúng không? Tiếp tục đi. Số lượng. Số lượng cũng không được liệt vào đây. Tổng số tiền là được. Tổng số tiền. Ngày mua. Hình thức thanh toán. Hình thức đây rồi, hình thức gì tính. Đó thì hình thức. Tiếp theo. Thế chưa? Có thêm yếu tố của khách. Rồi dễ dàng đi. Tiếp, loại sản phẩm. Có tên. Có tên danh phòng chứa. Cái gì mà tên danh phòng chứa đó? Tại trong mấy cái danh nó còn có mấy cái danh con. Ở danh kiểm tra. Hình ảnh. Có nhiều những cái danh mục nó có cái hình ảnh sẵn à, người dùng thì sao? Người dùng có tên username nữa, email, password gì đó, avatar, thấy chưa? Rồi sản phẩm có những cái gì? Tên này, giá này, số lượng này, anh nhập làm gì? Tại sao lại có loại sản phẩm ở đây? Loại sản phẩm tiếp, ảnh, thấy chưa? Mô tả. Đây đang nói đến cái thuộc tính của nó rồi, thuộc tính cái gì nữa? Đúng không? Nguồn gốc. Tạo ra nguồn gốc thì lấy từ hãng nào, đúng không? Hoặc là nhà sản xuất nào. Xong chưa? Đấy, bảng đấy, bảng cái cơ sở dữ liệu đấy. Đấy, tạo ra bảng khách hàng, bảng customer này. Thông số này thêm cái ID vào đây nữa được. Phương thức thanh toán này thêm cái ID nữa vào đây được. Đơn hàng này, danh mục này, sản phẩm này và bảng user này. Đây, đây là tên bảng, đây là tên cột. Dựa vào cái tên cột này vứt ra được số kiểu dữ liệu của cột. Xong chưa? Được chưa? Nó chỉ như này thôi. Nào, ghi chép lại đi. Để con về lấy tư liệu mà làm bài này.
Xong chưa? Viết ra vở, không viết vào đây. Chịp chẹp gì? Tôi nói như nào? Nhớ. Tiếp theo này. Nào là tiếp theo xong chưa? Các bạn có đang cầm cúi vậy? Chắc có mấy chữ mà ok. Tiếp theo này. Bây giờ chúng ta sẽ xác định quan hệ. Tôi chỉ hướng một cách xác định quan hệ giữa các bạn với nhau. Được chưa? Các thực thể với nhau. Ví dụ cái danh mục của cái sản phẩm này, hai thằng này có quan hệ với nhau không? Dựa vào cái gì mà nó có quan hệ với nhau? Vì sao? Một sản phẩm phải thuộc một loại danh mục nào đấy đúng không? Nhưng mục đích thuộc về để làm gì? Thì chúng ta phải nghĩ ra, được chưa? Nó phải có đem lại lợi ích gì, nó phải có quan hệ chứ không phải là tự nhiên mình cứ nối theo quán tính nhá, không có chuyện đấy, được chưa? Bởi vì rất nhiều hệ thống nó không cần quan tâm giữa bên hai cái thằng này với nhau. Nó phụ thuộc vào cái bài toán như đó, được chưa? Thế vì sao các bạn, vì sao các loại sản phẩm này lại cần về sở hữu cái danh sản phẩm để làm gì? Đúng không? Để tìm kiếm nó dễ hơn, nhóm nó dễ hơn, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta chưa check này, một sản phẩm, nghe nhá, một sản phẩm thuộc về mấy loại sản phẩm? Một sản phẩm thường thuộc về một loại sản phẩm, tức là một sản phẩm thuộc về một danh mục. Một danh mục có thể chứa bao nhiêu sản phẩm? Một, nhiều, được chưa? Trong hai cái số này và hai cái số này, một và một thằng nào lớn? Thì thằng một lớn đúng không? Một, một và nhiều thằng nào lớn? Nhiều, xong chưa? Bây giờ quan hệ giữa loại sản phẩm và sản phẩm là quan hệ một, nhiều, thấy không? Rồi, tiếp theo, từ người dùng và sản phẩm, người dùng tức là cái người tạo ra sản phẩm ấy. Một người dùng có thể tạo ra mấy sản phẩm? Nhiều. Một, nhiều. Một sản phẩm được tạo bởi mấy người dùng? Một, xong luôn. Được chưa? Tiếp theo, cái đơn hàng và phương thức thanh toán. Một đơn hàng có thể được tạo, có thể sử dụng mấy phương thức thanh toán? Và phát nhiều kiểu gì vậy? Có mỗi một cái đơn hàng mày đi chuyển một phát là chuyển ngay, đi chuyển từng cái một à? Đúng không? Thế vậy thì đây là một, đây là nhiều. Chẳng nhẽ mỗi cái đơn hàng tôi phải chế ra một cái loại phương thức thanh toán riêng à? Đúng không? Tiếp theo, giữa khách hàng và đơn hàng thì quan hệ gì?
một nhiều được chưa? Đây là tôi cố tình tôi nối nhá, chứ còn thực ra không nối cũng được, chẳng sao, được chưa? Tiếp theo gì nữa? Từ sản phẩm với đơn hàng quan hệ gì? Một sản phẩm có thể được bán ở nhiều đơn hàng. Ví dụ như cái sản phẩm đấy cũng không phải là cửa hàng giữa chỉ có một cái mũ nhá. Nếu mà bán cái mũ này có thể bán cho thằng Tâm, bán cho thằng gì nhỉ? Tiềm, đúng không? Thế vậy thì một sản phẩm có thể bán được ở nhiều đơn hàng, đây là quan hệ một nhiều, đúng chưa? Nhưng mà một đơn hàng có thể mua mấy sản phẩm? Nhiều tiếp lại một nhiều, thế đây là quan hệ nhiều nhiều, thằng nào có một nhiều ấy, quan hệ nhiều nhiều trên đây cái số lớn nhất mà, đúng không? Thế vậy thì sao? Thế đấy, quan hệ nhiều nhiều được chưa? Không nhỉ? Đấy là các loại cách chúng ta xác định các quan hệ ở trong cái tập thực thể đại. Bây giờ ghi vào cách xác định như thế nào thì ghi vào, mình hiểu như thế nào thì ghi vào. Ghi lại phương pháp thôi, chứ đừng có chép lại làm gì cả. Chép thì chép cái hình kia để xong rồi lấy tư liệu học thôi. À, khoảng 2 con sâu nữa. Bây giờ là 7:54, thu tiền đi Dương. Chuẩn bị nhậu thôi. Hai con sâu đi luôn. Xong chưa? Xong chưa? Xóa nhá. Rồi, tiếp theo này. Trong những cơ sở dữ liệu của chúng ta ấy, chúng ta có các loại quan hệ là một nhiều và nhiều, đúng chưa? Nên chúng ta chưa gặp cái loại này, đúng không? Đúng chưa? Thực tế ra ấy, khi một cái loại này xảy ra, nó chỉ khi và chỉ khi chúng ta có một mạng mà nó dài quá, nó nhiều cột quá, chúng ta muốn tách nó lại thì chúng ta sẽ tạo ra bảng thứ hai, và quan hệ giữa hai bảng này luôn luôn là một. Có thế thôi. Chứ còn thực ra cái tình huống này rất ít khi xảy ra. Ví dụ như sau này, đơn cử như cái bảng user là cái bảng thông tin của người dùng á, đúng không? Theo các bạn thì với thông tin của một người dùng chúng ta có thể quản lý bao cùng lắm đây bao nhiêu khối. Ví dụ đếm thử nhá. ID này, được chưa? Username này, email này, password này, gì nữa? Phone number này, address này, avatar này, 7 đúng không? Facebook này, Skype này, gì nữa? Yahoo gì nữa? Đúng không? Instagram này, tiểu sử này, biology này, đúng không? Có những cái ghi chú của họ chứ, đúng chưa? Rồi gì nữa? Create the date này, ngày tạo này, ngày tạo ra tài khoản. Đúng chưa? Để có nhiều khi chúng ta cần cái này á, biết để làm gì không? Để gửi email chúc mừng, cảm ơn bạn đã tham gia hệ thống của chúng tôi trong vòng 30 năm qua. Đúng chưa? Gì nữa? Nó thành chức năng hết đấy, những thông tin nó thành chức năng hết đấy. Bây giờ là 12, 13 rồi nhá. 13 rồi. Tiếp theo đến gì? Ngày sinh, ngày birthday này. Để làm gì? Đến ngày nó là email chúc mừng sinh nhật hoặc là cho tiền gì đấy. Đúng chưa? Chuẩn không? Đến giờ nó bao nhiêu rồi? 15 rồi. Tôi còn kể một lúc nữa nó phải lên 20 mấy cột. Chưa tính là số, nếu mà user này là nhân viên của mình phải lưu trữ được cái số chứng minh, đúng không? Số chứng minh, đúng không? Rồi tên bố, tên mẹ, tên con, tên vợ, tên chồng, giới tính, đấy cái giới tính là chưa kể, đúng không? Được chưa? Đấy, đến giờ là
4 này, 4 với 3 là 7, 7, 3, 21. 21 thêm một cái ngoán này nữa là 2 nhé. 2. Quá nhiều đi. Đúng nhá, sản phẩm còn nhiều hơn thế. Đúng nhá. Thế vậy thì nếu mà chúng ta có 22 cột trong này, nhưng mà mỗi cái tác vụ là có mỗi cái tác vụ là đăng nhập thôi, chẳng nhẽ là truy xuất hết cả 22 dụng cột dữ liệu trong này ra. Đúng không? Rồi thì sau này cái lượng user của chúng ta lên đến hàng nghìn, hàng trăm, hàng triệu thì sao? Cái việc truy xuất dữ liệu từ 22 cột này nó rất là lâu, vì thế nó ảnh hưởng đến performance của hệ thống. Do đó chúng ta sẽ có cái nhu cầu là tách tách ra thành một bảng nữa là bảng user info, tức là đây chỉ là thông tin để đăng nhập thôi, còn đây là thông tin cá nhân. Được chưa? Tách ra, không làm việc đến thằng này thì không lấy, còn làm việc hầu hết là làm việc trên cái thông tin về username, email, password, avatar ở bên bảng này. Được chưa? Thì như vậy thằng này nó sẽ có một cột là ID và bên này nó sẽ có một cột là user ID. Đây là FK nối từ bảng user info sang bảng user. Xong chưa? Đúng không? Đây là quan hệ một một. Khi mà thằng user này nó cập nhật thông tin thì sẽ cập nhật vào trong cái bảng ID của cái bảng user info này, dùng PHP để làm. Được chưa? Và chúng ta không bao giờ có cái nhiệm vụ là thêm mới khi mà người ta cập nhật cả. Được chưa nhỉ? Đấy là cái quan hệ 1-1. Thì giải quyết quan hệ 1-1 này rất đơn giản, đó là bê toàn bộ các thông tin ở một bên này, bước sang bên này, hết xong. Được chưa? Đấy là quan hệ 1-1. Quan hệ 1 nhiều thì nãy giờ quá nhiều. Nhá. Nó có thể xảy ra liên tục, ví dụ như một lớp có thể có nhiều sinh viên, một danh mục có thể có nhiều sản phẩm, một người dùng có thể tạo ra nhiều sản phẩm, đúng không? Chuẩn chưa? Một phương thức thanh toán có thể có mặt ở trong nhiều đơn hàng, đúng chưa? Nó quá nhiều đi. Như vậy thì khi quan giải quyết quan hệ một nhiều này thì cái bảng nào là một đấy thì cái bảng đấy là gọi là bảng cha, còn bảng nào có nhiều thì gọi là bảng con. Được chưa? Thì thường thường các cái bảng con, nhớ nhá, các bảng con sẽ có cái cha ID. Được chưa? Ví dụ như bảng này tên là bảng category, bảng này tên là bảng product, thì ở đây nó sẽ có là category ID, đúng chưa? Nối vào cái này là FK, được chưa? Đấy, hầu hết là như vậy. Cái này nhằm mục đích gì? Khi mà chúng ta biết được một cái ID của category rồi thì chúng ta thực hiện câu lệnh là select style from product where category ID bằng cái ID tìm, ID cần tìm. Đó, sẽ lấy ra hết tất cả những cái bài, những cái sản phẩm thuộc về cái danh mục này, đúng nhá, nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Nhưng mà đây nó chỉ là mối quan hệ kiểu dạng là chúng ta tự tưởng tượng ra với nhau thôi, chứ thực ra khi mà chúng ta làm về dự án thật đấy thì chỉ có những shop nhỏ mới có quan hệ như này, chứ còn thực tế là các shop lớn hoặc ví dụ như chợ thương mại điện tử chẳng hạn, như sàn ấy, ví dụ như kiểu là Sendo này, rồi thì Amazon này, rồi thì các con rất là lớn khác, thì hầu hết là một sản phẩm ấy nó quan hệ với cái category là quan hệ nhiều đấy. Quan hệ nhiều chứ không phải là một nhiều đâu, được chưa? Nhưng mà nếu mà muốn giải quyết quan hệ một nhiều thì cứ đặt đơn giản là đặt cái category ID vào đây là xong, xong chưa? Còn tính ra một nhiều thì nói chuyện sau. Có một cái cảnh báo nữa ở trong cái quá trình làm cái quan hệ một nhiều này, các bạn có để cái menu đa cấp không? Có. Rồi danh mục đa cấp không? Danh mục có đa cấp đấy, đúng chưa? Không biết rồi. Ví dụ smartphone, đúng không? Trong này lại có chia ra là Apple hoặc là iPhone đi. Không thì chia ra làm smartphone nhá, thì chia ra làm Android, đúng không? Chia ra làm iOS, đúng không? Trong Android lại chia ra những cái version, ví dụ như kiểu là 3.2, 5.0, 6.0, 7.1, ví dụ gì đấy, đó là phiên bản, đúng không? Hoặc là nó có thể chia được kích cỡ màn hình,
đúng không? Trong Android nó có cái tablet này, đúng không? Nó có cái phablet này, đúng không? Trong nó có cái nom, đúng không? Nó chia ra đẳng cấp như này. iOS thì mình sẽ có là plus và không plus, ví dụ thế, nó chia bừa như vậy, đúng không? Rồi trong những cái dòng này nó chia nhỏ ra nữa để tìm kiếm cho nó dễ hơn, chuẩn chưa? Đúng không? Đây là danh mục, đúng không? Cái này nó cũng là danh mục, cái này cũng là danh mục, và những cái ở trong này nó cũng là danh mục. Đây gọi là cây phân cấp, đúng chưa? Vậy chúng ta cũng phải cái thiết kế cơ sở dữ liệu như thế nào đấy để phục vụ cho cái việc phân cấp như thế này, đúng không? Thì cái việc đấy nó gọi là quan hệ với chính nó. Ví dụ category thì nó sẽ có các bảng là ID, bảng name, bảng parent ID, bảng cha, tức là cái ID cha của nó. Ví dụ đây tôi lấy là smartphone, đúng không? ID 1 smartphone. Đây là parent ID bằng 0, nó không có cha. Tiếp theo ID bằng 2 Android. Parent ID là 1. Rồi thì 3 sở hữu big phone, đúng không? Cái này thì lại không có cha thì nó là 0. Rồi đến cái gì? 4 iOS có parent ID là 1. Được chưa? Như này thì nhìn như này thì các bạn sẽ biết là cái thằng Android này là con của thằng số 1, tức là thằng smartphone. Thằng iOS này cũng là con của thằng ID 1, là thằng smartphone. Được chưa? Như thế này chúng ta sẽ sắp xếp cái kết nối cái cơ sở dữ liệu của chúng ta như category. Thì gồm có một ID này, một name này, một parent ID này. Được chưa? Quan hệ của nó là từ ID đến parent ID quan hệ là 1, nhiều, đúng không? Chính nó quan hệ với nó. Được chưa? Đấy là cách giúp chúng ta xây dựng ra cái cơ sở dữ liệu phục vụ cho cái menu đa cấp. Và khi sau này khi mà muốn lấy ra cái danh sách cái danh mục đa cấp này thì chúng ta phải thực hiện một cái thuật toán, đó là thuật toán đệ quy thì mới lấy ra được cái danh mục chọn cây như này. Được chưa? Đấy là một cái nhắc nhở khi mà chúng ta muốn làm những cái thứ mà nó nhiều cấp, mô hình theo kiểu là node tree, tức là cây thứ một, cây kiểu dạng cây ra phả. Được chưa? Tiếp theo là quan hệ nhiều. Quan hệ nhiều nó sẽ xảy ra ví dụ như sản phẩm và hóa đơn, đúng không? Một sản phẩm sẽ có thể được có mặt ở nhiều hóa đơn, một hóa đơn có thể mua được nhiều sản phẩm, hai cái này là nhiều cả. Các bạn giải quyết cái tình huống này như nào? Tôi muốn biết được cái vấn đề phát sinh ở đây ấy. Đó là khi tôi muốn biết được cái sản phẩm này được mua ở những cái hóa đơn nào, được chưa? Để có thể là ví dụ những sản phẩm lỗ tôi tiến hành liên lạc thu hồi, đúng không? Rồi thì tôi biết muốn biết một cái hóa đơn nào đấy, chọn bừa một hóa đơn nào đấy, tôi kiểm tra xem hóa đơn được tính tiền có đúng không, thì phải liệt kê cho tôi được danh sách các sản phẩm có trong hóa đơn đấy, đúng không? Vậy làm nào? Trong trường hợp mà quan hệ nhiều như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành xây dựng một cái bảng phụ SP trừ order. Đây gọi là bảng phụ. Đây là một cái bảng phụ nằm giữa hai cái thằng này. Và chúng ta sẽ tiến hành có quan hệ một nhiều với cái bảng phụ này từ hai cái thực thể kia. Ví dụ sản phẩm của chúng ta và chúng ta sẽ có những cái cột như sau này. Đây là sản phẩm ID và hóa đơn ID. Đúng chưa? Và các thông số khác nếu cần, ví dụ như giá, số lượng. Đúng chưa? Giá, số lượng. Thì vấn đề ở đây sẽ như sau. Ví dụ tôi sẽ lấy ví dụ khoảng luôn cho các bạn dễ hình dung. Sản phẩm nhá. Ví dụ sản phẩm 1 có ID là 1, tên là chuối. Giá là 5 đồng. Được chưa? Sản phẩm 2 ổi.
giá là 3 đồng, sản phẩm 3 là xoài, giá là 2 đồng, sản phẩm 4 là chanh, giá là 1 đồng, ví dụ vậy. Đây là hóa đơn. Hóa đơn 1 là do ông Tâm mua, hóa đơn 2 là do ông Dương mua, hóa đơn 3 là do ông Tú mua. Được chưa? Bây giờ tôi biết, muốn biết là ổi ở cái chuối này nó được bán ở trong những hóa đơn nào. Đây là một chiều. Chiều ngược lại, tôi muốn biết ông Dương này mua những sản phẩm gì. Thì bây giờ chúng ta sẽ lưu trữ như sau. Ví dụ như ông Tâm này mua chuối và mua chanh, chẳng biết mua hai quả này để ăn với nhau. Tiếp theo, ông Dương này mua ổi thôi, ông Tú này mua hết, mua tất, ông này nhiều tiền. Được chưa? Thì giờ chúng ta lưu trữ như nào? Ví dụ như ông Tú, giải quyết ông Tú đi trước đi. Ông Tú này có cái hóa đơn là ai đi cùng mấy? Bà. Ông ấy mua những cái gì? Chuối đúng không? ID của nó là bao nhiêu? 1. Được chưa? Giá 5 đồng. Số lượng 10 quả. Mua chuối với bằng quả. Tiếp theo, lại ông Tú này mua ổi. ID là, hóa đơn ID là 3. Ổi là 2. Giá là bao nhiêu? 3. Và số lượng là 1 quả. Để nhận đi. Được chưa? Xong chưa? Cứ tiếp, biết vì sao tôi phải đặt giá ở đây không? Bởi vì nhớ đâu khi mà mua xong tự nhiên giá này nó thay đổi. Thằng chủ siêu thị nó tăng cái giá của ổi lên 7 đồng chẳng hạn. Đúng không? Thì thế cho nên là khi mà ông này vừa thanh toán xong thì ông ấy sẽ lãi. Đúng chưa? Nhưng mà khi mà cuối tháng siêu thị tổng kết lại thì siêu thị sẽ lỗ rất nhiều. Đúng không? Bởi vì cái giá này nếu không tính ở ngay tại thời điểm thanh toán này thì giá càng nhân về sau càng nó càng chênh nhiều, đúng không? Ví dụ tôi giải thích sâu hơn về cái này, thấy chưa? Tiếp theo đi, ông này lại là ông Tú này đúng không? ID là 3 này, ông mua cả xoài nữa, 3, giá là 2 đồng mua một quả. Tiếp theo ông Tú này lại mua chanh, 3, 4, 1 đồng, 1 quả, ví dụ thế, thấy chưa? Tiếp tục quay lên ông Dương. Ông Dương này mua cái gì? Ổi. Ông Dương có ID được mấy? 2. Ông mua ổi, ông mua 2 luôn. Đơn vị đồng là 3 đồng. Ông mua 5 quả ổi. Về đó bỏ. Tiếp theo là ông Tâm. Thì ông ấy mua những cái gì? ID được mấy? 1. Ông ấy mua chuối. Mua cả nải 20 quả. À đâu? À đây là giá. Giá là 5 đồng đúng không? 5 đồng. Mua cả nải 20 quả. Đúng chưa? Còn cái khác thì liệt kê ở dưới. Xong chưa? Bây giờ chúng ta xem này. Tôi muốn biết những cái thằng mua chuối, chuối, cái sản phẩm chuối này được bán ở hóa đơn nào, thì thực hiện như nào? Chuối quay đi là mấy? 1. Cái này chắc chắn lấy được đúng không? Rồi, chúng ta select ở trong cái bảng sản phẩm order này, bảng phụ này. Select sale from sản phẩm order where sản phẩm ID bằng 1, thì ở đây nó ra hai cái, thì nó sẽ lòi ra cái ID số 3 và ID số 1 hóa đơn, tức là lòi ra thằng này và lòi ra thằng này. Chỉ sao không? Tiếp theo tôi muốn biết thằng Tú để mua những cái thứ gì thì làm sao? Select from sản phẩm order where hóa đơn ID bằng 3. Nó sẽ lòi ra được danh sách các cái sản phẩm của Phú, lòi ra luôn cả số lượng và giá tại thời điểm nó mua. Đúng chưa? Giải quyết được chưa? Xong chưa? Lưu ý khi mà tạo ra cái bảng phụ này thì chúng ta sẽ có hai cái cột, là cái ID, là cái foreign key của hai cái bảng thành phần. Đúng chưa? Và ở trong cái bảng phụ này, hai cột này được xếp là key này, đều cái hai thằng này đều là PK. Được chưa? Bởi các bạn đấy thấy đấy rồi này. Có cái cặp giá trị nào bị trùng nhau không được phép xảy ra một chuyện đấy. Được chưa? Đó, đấy là cái vấn đề về bảng phụ.
sau này bảo chủ có thể giải quyết được là quan hệ giữa ba bảng với nhau, bốn bảng với nhau, cái chuyện rất là bình thường, chẳng qua là thêm các cột và tổng hợp giá trị các cái cảm giá trị của những cột đấy không bao giờ trùng nhau. Có thể trùng ở đây trùng ID này của một tháng, trùng ID của một tháng, nhưng mà tổ hợp của chúng nó không bao giờ trùng nhau, được chưa? Đấy nó là cái cách chúng ta giải quyết cái quan hệ nhiều ở trong cơ sở dữ liệu, hiểu chưa? Từ cách xây dựng ra cái cơ sở dữ liệu thì đầu tiên là xác định cái gì, xác định cái gì, tác cho phát, xác định thực thể trước. Từ đề bài chúng ta tiến hành xác định thực thể, từ cái thực thể đó chúng ta vẽ ra các cái thuộc tính, từ những cái thực thể để vẽ các thuộc tính của thực thể, sau đó là kiểm tra lại xem những cái thuộc tính đấy nó đã chính xác hay chưa, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tạo thành bảng, từ bảng chúng ta sẽ lại quay lại cái thực thể để xác định các quan hệ của chúng nó, đúng không? Quan hệ gồm một nhiều và nhiều nó chỉ có ba loại này thôi, được chưa? Sau đó thì sao? Tạo bảng và nối các quan hệ này bằng cách tạo foreign key vào trong cơ sở dữ liệu. Hay kỳ. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ cho chúng ta thêm thời gian, bây giờ 8:14, cho chúng ta nửa tiếng để thử ngồi vẽ ra cái bảng thực thể và quan hệ thực thể trong cái đề bài chúng ta chọn. Dạ rồi. Xem có khá hơn so với trước không? Giờ thấy dễ hơn không? Hay là hôm trước cũng làm như này rồi? Hả? Hôm trước cũng làm như này rồi à? Hả? Làm xong. Nhưng có đúng không? À, tốt. Nhưng thực tế ra ấy, là cách nãy giờ tôi làm ấy, người ta gọi nó là phương pháp. Ví dụ như kiểu trong nhà nước của mình gọi là đường lối chính trị ấy. Sẽ có những ông kiểu dạng ban tuyên giáo, còn cái bọn lính là đi đánh nhau thôi. Đánh nhau thì thằng nào cũng biết, nhưng mà cái phương pháp và đường lối thì chưa chắc đã mọi người đã hiểu ấy. Nhưng mà cứ yên tâm các bạn là cứ bám vào một cái phương pháp, kiểu gì làm ra. Ra nhanh hay ra chậm thôi.
Yeah. Cứ bám vào cái đề tài của mình mà làm. Như được. Con chàng ngồi đi lại đi. Pizza. Đấy, cũng là sản phẩm. Đây có hơi đặc thù tí. Làm gì đây là đá? Làm gì đây? Supplier đi rồi, chết rồi, mua nhiều sản phẩm thì sao? Họ được cố thì sao? Chung đấy, họ được cố thì sinh ra từ đâu? Cố sinh ra từ khi nào? Họ được cố thì sinh ra lúc nào? Thì
thế thì nó sẽ nảy sinh ra vấn đề là dư thừa dữ liệu rất nhiều. Dư những địa chỉ nhận hàng đó. User đấy là user gì? Nếu mà như vậy thì bắt buộc thì người dùng phải đăng nhập vào bên mua được hàng. Tương đương về mà mỗi sản phẩm sẽ có thể xảy ra cái tình huống có một cái pay method khác nhau, đúng không? Cái kiểm soát tự chỉnh check lại đi. Cái cách order product thì nó sẽ có cái bảng order detail ở trên giữa, nó là cái key điểm, không ai có thể thay đổi cái cách đấy quá tuyệt vụ là cách nào có. Hai đi vào đâu, đi nào, làm gì đây? Chất vải, vang giấy tôi biết, không biết trên này. Phải chưa? Không có bút gì, chạy vào phòng đào tạo mượn cái bút. Có khi nó phải yêu cầu vứt hết laptop ở nhà, không mang đi học, cốt giấy. Thành công hay không về nhà đấy, vì đã có thể được ghi chép cũng được ghi sợ thật. Để nào tạo làm xong thì tạo ra bảng trong cơ sở dữ liệu nha, tự nối các quan hệ nha. Một hóa đơn có nhiều người thì ở bên ngắn hơn. Người dùng với khách hàng ăn
Tài khoản và ngân hàng thì thằng nào nó trả thằng nào con. Ừ, tại sao lại đối từ tài khoản sang ngân hàng? Đọc lỗi này nào. Vẫn em chọn là cái đọc liên kết đọc liên truy trai. Thank you.
Trong là có dữ liệu chưa?
không nhá. Nào, quay trở lại đây, chúng ta còn một phần nữa cần phải lưu ý như sau. Nào, quay vào đây nào. Chúng ta có để ý khi mà tạo cái foreign key của nó, của cái cơ sở dữ liệu á, thì nó có cái on delete, nó còn update, nó có cascade các thứ gì không? Biết cái đấy là cái gì không? Không á. Từ hôm trước đến giờ không biết, không thèm mở ra đọc. Ê mày hay, mày lì đến mức dã man luôn. Như sau này, ví dụ bảng đây là bảng danh mục, đây là bảng sản phẩm. Quan hệ thằng này là một, thằng này là nhiều đúng không? Thành bạn. Bây giờ thử tưởng tượng, tôi xóa danh mục của anh đi bằng một đi. Thằng này có 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Đây là hai danh mục là 1. Danh mục này là A, tên là B, C, D, E. 2 là F. Đây là danh mục A, nó sẽ có mấy thằng con? 3 thằng này đúng không? Đúng chưa? Bây giờ hãy thử tưởng tượng, nếu tôi thò tay và tôi xóa một thằng danh mục A này đi thì cái mớ con này đi đâu? Đi công tác à? Hả? Đi đâu? Nó làm sao? Mất luôn. Theo đúng logic. Theo đúng logic, chúng ta có vài cách xử lý. Cách thứ nhất là cascade. Khi mà chúng ta đặt on delete cascade ấy, thì khi mà họ xóa thằng cha thì tất cả con của cái thằng cha này bay mất. Đó là loại đầu tiên. Được chưa? Loại đầu tiên. Loại thứ hai, restrict. Restrict gì này nhỉ? Không nhớ lắm. Restrict. Thì khi mà các bạn xóa thằng này, chỉ liên quan đến thằng cha, thằng con thì không quan tâm, con xóa lúc nào cũng được. Được chưa? Khi các bạn xóa thằng cha này, thì MySQL sẽ kiểm tra xem thằng cha này nó đang có recorded đến đâu không, tức là nó đang có cái, nó có là cha ở đâu đấy không. Nếu là cha ở đâu đấy thì nó không cho phép thằng này xóa. Mà các bạn sẽ phải tự thực hiện xóa bằng tay tất cả các thằng con đi thì mới được phép xóa thằng cha. Được chưa? Đấy là restrict. Chúng ta còn có một cái là null. Đúng không? Thì cái này thực hiện là khi cái thằng cha này bị xóa, toàn bộ cái mớ này chuyển thành null hết. Tức là không có cha. Được chưa? Còn một cái là no action. Thì khi các bạn xóa thằng cha vẫn xóa được, nhưng mà cái đoạn này vẫn giữ lại text như này, nhưng nó không còn kết nối. Bây giờ đó là một vài cái vấn đề khi mà chúng ta lựa chọn cái foreign key và cách xử lý. Tương tự như vậy với đây là on delete, còn on update cũng vậy. Được chưa? Không nhỉ? Mình khích à? Tôi cho các bạn xem cái DB của tôi nhé. DB do chính tay tôi làm nhé. Đây con GitHub này là tôi làm. Đây đúng không? Lâu thế. Lâu thế nhỉ? Treo luôn à? Có cách nào đáp ứng
Không. Phải xếp bằng tay. Cách của tôi á, thực ra cách của tôi hay cách của nhiều cái dự án thì là thực tế là bọn tôi không dùng foreign key, không dùng bất cứ một cái foreign key nào luôn. Thế rốt lâu quá cũng không hiện gì được. Còn cách của tôi là tôi không dùng bất kỳ một cái foreign key nào. Vì sao? Mà bọn tôi sẽ thực hiện kiểu là đây nha, ví dụ các bạn có thể vào các bảng nha, ví dụ như kiểu lớp và trường đây, class và school. Đây, tôi stop đi đã, không stop được. Đây nhá, tôi sẽ quên lại, lâu quá quên, lỡ tay bấm. Đây nhá, ví dụ school này, class này và school này là lớp và trường thì chắc chắn nó liên quan đến nhau đúng không? Rồi. Không tải được luôn. Còn server thì bị ngu quá. Chắc chắn là nếu mà đây có school ID đúng không? Đúng chưa? Như tôi làm tôi chẳng bao giờ nối foreign key cả. Và tôi vẫn, nhưng mà tôi vẫn cứ tạo ra các cái cột là foreign key nhá. Nhưng tôi không bao giờ tôi nối. Vì sao? Vì tất cả những cái thứ mà liên quan đến việc sửa xóa sửa thằng cha hoặc là xóa thằng cha thì xóa đoạn đám con đi ấy. Tôi không làm việc đấy. Và nếu có làm thì tôi sẽ làm bằng tay, tức là tự động sử dụng code PHP để xóa trong tùy trường hợp. Được chưa? Hoặc là tôi sẽ có một cái con job, tức là một cái con nghiệp vụ chạy sau đến 12 giờ đêm tôi chạy một lần, tôi kiểm tra tất cả những cái thằng đang không có cha thì tôi check xem nó có đủ điều kiện để xóa không. Còn không tôi để đấy. Okay. Dữ liệu ở trong DB cũng vẫn sẵn sàng. Được chưa? Vì sao tôi phải làm thế? Khi mà tôi làm như này, nó có một cái lợi ích. Đó là cái nghiệp vụ khi mà thêm sửa xóa dữ liệu của chúng ta nó clear, nó rõ ràng, nó không bị ràng buộc với nhau. Thì thực hiện cái việc nó nhanh hơn rất là nhiều so với cái việc là các bạn thực hiện ràng buộc. Được chưa? Cái thứ hai nữa là khi mà tôi làm như thế này, tất nhiên là tôi nếu mà có ràng buộc ấy thì các bạn việc công việc các bạn sẽ ít đi. Ví dụ như các bạn đòi để cascade chẳng hạn, các bạn xóa thằng cha thì tự động cơ sở dữ liệu nó xóa tất cả những con đi, đúng không? Nhưng mà thực tế ra trong dự án ấy, cái việc vấn đề quan hệ giữa các bảng với nhau rất là lằng nhằng, nhiều cái khủng luôn ấy. Đây cái DB đây, có nhiều một cách dã man luôn. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ check hết, chẳng biết là check đến bao giờ, người dùng phải chờ đợi đến bao giờ, đâu nhỉ? Không phải con này, cái kít hào. Thằng của nợ này nó không xuất ảnh ở đây. Đây. Nó cực kỳ lằng nhằng. Thấy không? Đây. Cái DB này nó như cái mặt trận. Đúng không? Nếu mà chúng ta để check hết được những cái foreign key các thứ các kiểu như này thì nó mệt quá, mà người dùng chờ lâu quá. Đúng không? Cho nên là tôi sẽ tiến hành là thay thế cho cái việc xóa. Tôi sẽ đổi cái status, đổi cái trạng thái của cái bảng ghi đấy đi. Ví dụ như tôi quy định là -1 là xóa rồi này, inactive này. 1 là active này. 0 là pending này. 2 là grab này. Là số bao nhiêu đấy, tôi đặt trong một cột status nữa. Khi mà xóa thì tôi chỉ đơn giản là update cái trạng thái của cái bảng ghi hiện tại sang thành -1 là inactive đi. Sau đó tôi sẽ xóa xong một tháng sau. Ví dụ mỗi ngày tôi có một cái nhiệm vụ chạy ngầm ở phía dưới server ấy. Tôi làm được cái việc đấy nhá. Các bạn cứ có một con service chạy ngầm ở phía dưới. Cứ mỗi ngày vào lúc 12 giờ đêm các bạn chạy. Các bạn kiểm tra trong các bảng trong cơ sở dữ liệu của các bạn xem là có cái nào inactive. Nhưng mà cái thời gian inactive ấy, nó rơi vào tầm khoảng một tháng. Tức là ví dụ như kiểu là hôm nay là ngày 1 tháng 1 đúng không? Ngày 1 tháng 2 đúng không? Đúng nhỉ? Thì tôi sẽ kiểm tra những cái ngày, những cái bản ghi nào ấy, bị inactive từ cách đây một tháng, tức là ngày 1 tháng 1 thì tôi mới xóa, tức là không động vào nữa thì mới xóa. Còn không tôi cũng biết đấy. Để làm gì? Để sau này khi mà dữ liệu có vấn đề gì tôi hoàn toàn có thể là chạy vào trong DB tôi sửa lại cái trạng thái của nó từ -1 sang 1 phát là xong. Được chưa? Để lấy lại dữ liệu cũng dễ dàng. Xong chưa? Đấy là cái cách của tôi làm.
Còn tùy như các bạn kiểu dạng là đang đang trong quá trình học tập như thế này thì nên nên thêm vào, nên thêm vào, thêm vào kiểu dạng cascade. Còn bao giờ các bạn đủ khả năng, đủ kinh nghiệm để làm cái việc là check bằng tay hay là xây dựng hệ thống, làm cái nghiệp vụ nó chặt chẽ thì các bạn mới làm cái cách của tôi, còn không thì thôi, đúng là kiểu cascade. Được chưa? Xong chưa? Rồi. Một phần nữa. Đấy là hôm nay chúng ta học về cách xây dựng cơ sở dữ liệu của chúng ta, đúng không? Và cái cách xác định các cái mối quan hệ giữa các cái thực thể hay là gọi các bảng với nhau và xây dựng foreign key. Còn một phần nữa đó là như sau này. Đây là một cái lưu ý. Ví dụ như trong cái bảng, cái giao diện của chúng ta khi mà chúng ta tạo giao diện này, đúng không? Cái bút đâu nhỉ? Toàn biết mẹ bút đi đâu? Thằng nào biết bút ở đây? Bút mỗi nơi để cả. Ví dụ trong mình xây dựng bảng giao diện này, ví dụ như bảng product, đây là thêm product. Hôm trước ví dụ như kiểu ở trong login của chúng ta là có product name này, category ID này, supplier ID này, đúng không? Những cái số, cái chỗ này chúng ta để số, để input số ở đây, đúng không? Nhưng tôi đố các bạn biết, các bạn biết cái số này là của danh mục nào, các bạn có biết không? Cứ biết bừa thì đấy, biết nó có tồn tại hay không, đúng không? Cái việc này nó cực kỳ nguy hiểm. Được chưa? Và đặc biệt là trên web nữa, web thì nếu các bạn muốn tìm xem cái số này ở bao nhiêu, chúng ta phải mở cái tab mới là danh sách danh mục ra, các bạn chọn cái danh mục đấy và điền số ở đây, đúng không? Làm thế nó hơi ngu. Yeah. Thay thế cho cái đấy thì chúng ta nên để những cái dạng, ví dụ như kiểu là cái nào là FK, cái cột nào là FK thì chúng ta để nó là cái thẻ select. Được chưa? Thẻ select. Trong thẻ select thì nó có cái option, đúng không? Đúng không? Trong select nó có option, cái value này, nó có thuộc tính value. Nó bằng cái ID của bảng tra. Được chưa? Còn cái text này nằm giữa, đúng không? Text này nằm giữa, đúng không? Text này nó là tên của danh mục trang. Thì các bạn, khi các bạn lựa chọn một cái danh mục nào đấy thì nó, khi mà nó submit cái form này lên này, nó sẽ submit cái ID của trang lên. Được chưa? Mà để làm được cái việc này thì làm sao? Phải lấy hết ra danh sách tất cả các cái bảng ID ở trong cái bảng trang, xong rồi mới thực hiện là void để tạo ra cái các cái thẻ option. Được chưa? Supplier cũng vậy. Được chưa? Đó. Đấy nó là cái cách khi mà các bạn làm giao diện. Được chưa? Chứ không phải là biết số ở đây nhé. Biết số ở đây là mấy hôm trước rồi, còn đến hôm nay mà thằng nào dùng số ở đây ăn vả. Hiểu chưa? Đó. Làm giao diện là phải như thế. Ví dụ như này này. Ví dụ như ở đây. Đây, ví dụ như này, quản lý trường, quản lý lớp, đúng không? Đây, danh sách lớp này. Đây, các bạn nhìn thấy cái mầm non Trường Thọ với mầm non Định Công với mầm non Sơn Ca các thứ các kiểu, đúng không? Đây là tên trường, đúng không? Đúng nhá. Nhưng mà thực ra cái tên trường này người ta sẽ có là cái ID của nó đấy. Đây này. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ lấy ra bằng cách là lấy ra cái thẻ select như thế này. Các tỉnh như này, tôi các bạn xem nhá. Các tỉnh của tôi này. Đây này, nó là thẻ select này, ở trong này. Thành phố Hà Nội ID là 1, thành phố Lào Cai ID là 10. Đúng không? Đâu, cái này tôi lấy DB của trên bộ. Được chưa? Chứ không phải là viết số ở đây là ăn cứt đi nhá. Không được đâu. Hiểu vấn đề không? Đó, đấy là một vài cái lưu ý khi mà chúng ta xây dựng cái quan hệ của dạng bảng. Dạng core key là một cái điều chúng ta nên để select vào. Được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Xong đần thối rồi đấy. Tiếp tục ngồi tạo bảng đi. Buổi sau tôi sẽ review. Và buổi sau chúng ta sẽ đến với các cái câu lệnh select. Nó khủng khiếp hơn bây giờ rất là nhiều. Những cái phép join, rồi group by, having, những cái hàm nó có sẵn ở trong SQL. Nốt mấy cái đấy là chúng ta hết về cơ sở dữ liệu. Chuyển sang một nghiên cứu chúng ta với cái phép nhiều hơn. Được chưa?
Ủa, anh em phối rồi đây. Rồi, tiếp tục đúng rồi. Để tạo DB đi. Cái DB này là cái thứ rất là quan trọng. Nó là toàn bộ trung tâm logic của cái dự án. Sau này code PHP phải theo cái code theo cái kiến trúc của cơ sở dữ liệu. Cho nên thế tôi mới nói nó quan trọng. Không có nó thì các bạn không biết xử lý.